Hello mọi người nha. Hôm nay em có giao lưu một số cà phê Hải Châu hàng sống phía nha. Đầu tiên là một cây Hải Châu, một cốt hai thân nha. Còn là cốt bự luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Đầu đo đây, nói dòng đi. Bao nhiêu? Đế to là 17 nè. Hoành đế 17. Cao 20. Rồi em xin báo giá coi, đầu tiên là 200k nha. 200k. Hoành đế 17. Coi là sóng phi ngon lành hết rồi. 200k. Giá em báo chưa bao gồm phí ship nha. Đầu xuống anh. Tiếp theo số 2 em lên một cây bông sậm nha, còn gọi là trà Phúc Kiến nha. Con này đã đi được một nước dơi sơ nha, định hình. Bác về nuôi làm tiếp nha. Để đâm nữa luôn. Để nữa một cục luôn nha. Con đúc luôn rồi đấy. Rồi, đo cân nặng chiều cao lên. Bao nhiêu? 25. Hoành đế 25. Bự bự vô nè. Hoành đế 25 nha. Cao 20. Cao 20. Hoành đế 25, cao 20. Rồi em xin báo giá là 200k nha. Trà Phúc Kiến. Đế nữa thì lừ luôn. Cái chú đó đang nuôi nha. Nó còn nhỏ quá, chưa đi dơi được, sợ nó bị kinh lại. Nuôi nó lớn lớn chút nữa đi dơi lại. Rồi xuống rồi. Tiếp theo số 3 em lên một cây Hải Châu nha, lé nhỏ nha, con này tầm cao. Quay anh. Quay chút nữa, quay chút nữa. Rồi, đo chiều cao ăn nặng nha. Bao nhiêu? Hoành đế 10. Ý kiến anh. Hoành đế 10, cao 45. Rồi em xin báo giá là 200k nha. 200k. Rồi xuống anh. Rồi tiếp theo số 4. Em lên một cái Hải Châu lé nhỏ luôn, hàng sống phí nha. Con này có đường thân collect. Quay quay nha mọi người. Collect. Quá nghệ thuật. Đầu đo 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 đi. Chiều cao cân nặng này. Có đó chắc 78 miếng con xíu. Hoành đế 8. Cao 40. Cao 40. Rồi em xin báo giá là 200k luôn nha. Không nghe nha anh. Rồi xuống anh. Rồi tiếp theo. Xuống đây em lên một cây Hải Châu lấy nhỏ luôn nha. Con này co lách đủ kiểu luôn, hàng quái. Yêu quái luôn. Có lách này. Cong lên tuột xuống. Có đường thân uốn lượn 3D. Quá nghệ thuật. Cái đây thì thân nó tầm khoảng con út rồi các bác. Chỉ chút quá đo cũng được rồi. Thân tầm khoảng út à. Cao chắc tầm có 7 phân rồi. Cao 7 phân. Lên tới cái đỉnh ring của nó đây. Rồng quay đâu. Hàng quái nha, siêu quái luôn. Đó. Cò lách đu kiểu. Sống phí rồi, đây có đang có nụ luôn không? Thấy không? Đây nó đang cho nụ rồi các bác. Đó, bánh nụ ra từ thân này. Xíu rồi ra nụ luôn. Cành đây mới nuôi chắc được 2 tháng các bác, đây nó đẻ cho nụ này. Thẹo bích luôn. Bi thẹo luôn. Phải rất là mạnh. Collect đủ kêu hết. Rồi em xin báo giá coi cuối cùng là số 5. 200k nha. Giá em báo là chưa bao gồm phí ship nha. 200k. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp tất cả mọi người trong video tiếp theo. Tết lập.